Không nhớ đâu. Nhưng mà nổi tiếng ấy, lại sang bên đấy hỏi mà không ai trả lời. Ai? Bên đấy nói chuyện kiểu khinh cơ mà. Mày cũng chỉ đánh tôi trả lời mà. Gán di chứng vậy bà? Hả? Cô gán di chứng vậy? Di chứng á? Ừ. Hai quả. Hai đấy có ba quả chứ. Thế à? Mẹ cho ăn ốc la hả? Sao mày ăn một quả? Năm nay không đi được qua. Rồi Abi cũng nghỉ luôn. Biết đi Hà Tây với cả mê đi với cả đi thì mát. Hà Tây thì mới đúng không? Nay nói chuyện với con bé ở nhà thuốc. Em người tao buồn con này. Mày quán hết cơm hôm qua tao đấy cho mày không vậy? Có hết. Để tao biết đường nữa đâu mày ăn ít. Cái đấy ít với mày, nhiều với mày quá. Tao không biết người chưa bớt ít ra. Đúng rồi cơ mà.
được đến họp lớp nhá. Này. Hôm nay họp lớp nhá, ông gì đấy nhá. Ông ngồi đây lại nhá. Rồi, biết cả trà. Trà là chết nữa rồi. Cái gì vậy? Chứ là một cái gì? Mày tổ. Mày làm gì? Thương hiệu The Face The Face cho một qua cửa hàng đóng kích nào đấy. Nhớ đâu lại trở thành thương hiệu quẩn. Nhớ đâu lại trở thành một The Face cho một cái thương hiệu đáo kích nào đấy mà đớp nào đấy. Rồi Thảo đã tranh thủ rất là phù sẽ cầm một vài trang giấy không có điện thoại để chơi. Thoại mang đi.
rộp rộp. Thôi thì có máy rồi, máy hết để mua. Đó, mà số lượng như thế kia đi party của công ty.